Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay nếu mà bạn nào mà đăng nhập theo đúng quy trình hổng rài á, là ngày nào cũng on đầy đủ luôn, thì chúng ta đã có cơ hội nhận được ngôi nhà rừng rậm rồi đó. Hồi ơi, nghe đồn đâu là ngôi nhà cũng ok la lắm nha. Để coi là mình lát nữa mình nhận xem thử coi rừng rậm dữ không nha. Từ từ đây có một cái bông hoa đào nè đó. Và game hiện tại là có cái gói VIP mới các bạn. Cái gói này cũng khá là xinh luôn, có từ hôm qua hôm kia gì rồi. Mùa thần cáo anh đào nha, gói này đúng chuẩn 10 điểm luôn, có biểu cảm nữa các bạn. Kèm theo đó là cái cánh quạt nữa nha. Trời ơi, cái này chơi mini game là vô mánh luôn. Một bạn nào mà không có cái cánh quạt này là thôi tan. Quạt anh đào nữa nè, quá chuỗi đất luôn mọi người. Năm ngoái là có cái bộ này cũng giống giống nè, nhưng mà bộ này là kimono nha. Trời ơi, mới đầu mình tưởng bộ kia không có đó, bạn đó đang mặc rồi mọi người. Hôm bữa là mình cũng đã mua rồi đây nè. Đó, giờ là mặc vô nha. Mặc vô làm nhiệm vụ cho nó lấy hơi nha các bạn. Quá trời đẹp luôn rồi. Xịn xịn xịn. Bộ này là hôm bữa đúng không? Còn ngày hôm nay thì chúng ta có cái bộ là cô bé chuột phô mai. Trời ơi, có hai cái tay chuột bự cho bá lửa luôn kìa. Nhưng mà bộ này riêng mình á, mình chấm điểm cá nhân của mình thôi nha, là 7 trên 10 nha. Tại vì mình thấy nó hơi giả giả sao, nhất là cái tóc nè các bạn. Cái tóc nó mượt mượt kiểu gì á, nó không có mấy cái lằn kẽ nha, không giống thật cho lắm. Với lại là cặp mắt nó hơi lừ đừ. Như kiểu sao sao á, bộ đồ cũng khá là bình thường, đôi giày cũng vậy luôn. Nhưng mà có một đặc điểm là cái tay chuột nha, hai tay chuột với lại cái cục phô mai cầm rất là đỉnh cao nha. Đó, bù qua sức lại đúng không? Ok là nếu mà bạn nào thích thì có thể mua. Và nhiệm vụ ngày hôm nay của chúng ta là giải quyết rất là nhiều luôn. Mình còn vô số nhiệm vụ chưa hoàn thành luôn á. Mọi người chắc là đã hoàn thành xong hết rồi hả ta? Chắc là vậy rồi đúng á. Chứ còn mình là còn quá chơi luôn mọi người. Nhất là mấy cái cánh hoa anh đào á, trời ơi khó tìm ghê luôn. Với lại là một map hình như là chỉ có thỉnh thoảng là ba cái hoa xuất hiện thôi nha, phải lướt map rồi tùm lum á, chứ hiếm thấy các bạn ơi. Cái mấy cái bông hoa rơi rơi khó thấy ghê luôn á. Thì mình cũng còn khá là nhiều nhiệm vụ. Đó, bây giờ là hôm nay là nhận được 800 điểm rồi nè. Còn 200 điểm nữa mới nhận được ngôi nhà rừng rậm. Đây là ngày thứ 6 nha. Và mình còn quá trời nhiệm vụ luôn. Trời ơi, sắp mặt luôn nè. Tham gia tiền trò chơi cũng chưa tham gia luôn. Mới có 5 trên 7 lần thôi. Đây, D6 thì chưa có mở. Mấy nhiệm vụ này cũng khá là đơn giản ha. Trời ơi, mà tôi lùi quá. Đây là ra lệnh cho thú cưng cũng khá là dễ luôn. Tôi vừa mới leo tháp xong anh em à. Đó, vô cái mình chơi vật phẩm xong mình ra liền luôn, chói nhanh. Chân gian xíu. Bây giờ là đâu rồi. Còn một vài cái, à mình quên nữa là các bạn nhớ vô cái điểm danh nha. Cái thùng quà ở trong khu trung tâm á, để mà mình nhận quà. Có rất là nhiều quà xịn luôn nha mọi người, thậm chí là kim cương rất là nhiều luôn. Đây, ngày thứ 3, bữa mình có tra khảo xung quanh các con số đây rồi. Có những phần quà mà ta nói hả, giống như cây đàn đó các bạn. Mua thì tầm mấy chục kim cương nữa nha, rất là mắc luôn. Nhưng mà nhận trong đây thì được nhận miễn phí. Ui, cái gì đây. À, đây là cái thùng bảo quản thần dục. Cái này giống kiểu pha chế mấy cái mà kho báu rồi các bạn. Nhìn giống như kiểu Harry Potter đó. Mình thấy trong đây là phần quà đa số là mấy cái gỗ giống gì không rồi nha. Rồi, vô đây mình nhận rồi nha. Trời ơi, còn một vài cái thôi. Mấy cái nhánh hoa anh đào này có thể nhận được bộ đồ rồi. Thôi, chắc tôi làm muộn rồi mọi người. Mọi người chắc là hoàn thành xong hết rồi ta. Chắc là tôi hạng cuối bảng rồi quá. Giờ là phải tranh thủ chạy đua, phải có được ngôi nhà trong ngày hôm nay nha. Để cho bằng bạn, bằng bè đồ. Đó, sắp xong rồi nè mọi người. Trời ơi, đâu rồi? Đó, một ngôi nhà liền hết chưa? Nãy giờ tôi tập trung tôi làm một phát là ăn luôn hết chưa? Cố lên, bạn nào mà chưa hoàn thành hôm ngày hôm nay thì ráng lên nha. Mấy cái này cũng khá là dễ luôn. À mà mình chỉ cho bạn một cái bí quyết nè. Giờ là mọi người đang làm nhiệm vụ rất là nhiều đúng không? Rồi săn mấy cái nhánh hoa anh đào này đó. Rồi các bạn tranh thủ nha, các bạn đi lia xem check cái tất cả các map luôn. Coi có đá lấp lánh hay không để mình đào nha các bạn. Và đây là thời cơ chúng ta luôn. Tại vì mọi người đi làm nhiệm vụ hết rồi. Hiện tại thì đá lấp lánh hơn, ra rất là nhiều kim cương luôn. Một cục đá có thể lên đến 4 cục kim cương. Hiếm luôn nha mọi người. Trời ơi, nhớ tranh thủ nha. Chứ tôi thấy là trong đây là nhiều bạn có căn nhà mới đây rồi đó. Đó, mọi người tranh thủ làm nhà rừng rậm nhiều lắm. Làm xong thì mình tranh thủ đập đá đi. Chứ mình đoán là sắp tới game sử dụng nhiều đá, nhiều cục kim cương để trao đổi đồ vật lắm đó các bạn. Cho nên là nhớ tranh thủ đập nha. Ok la, hiện tại là mình đang có sở hữu căn nhà này rồi. Hồi ơi, nhà rừng rậm đồ hen. Đó, bằng bè đồ. À, phía sau đây lại có hai cái chậu cây nè mọi người. Có cây luôn.
Ở phía trên đây là cấu trúc gì đây? Trời ơi, có cửa sổ luôn. Thôi để mình vô nha các bạn. À hôm qua thì mình tổ chức mini game mình đã có bạn nhận quà rồi, đã có bạn chiến thắng giải rồi nha. Ồ, trong căn nhà hoang. Trong căn nhà hoang đâu rồi? Đúng kiểu y chang căn nhà hoang luôn á. Cái nhà mới được tặng nè mọi người, chọn nhà ri nha. Thôi nhưng mà như vậy là mình thấy ok rồi nha. Các bạn kiểu, ủa vậy là rừng rậm chưa? Xung quanh nè mọi người, trời ơi xung quanh nhìn ra cửa sổ là quá trời rừng rậm luôn. Nhà như kiểu có hai phòng như kiểu nhà hoang trong rừng á, y chang luôn, như kiểu hai phòng nè. Phòng này giống phòng bị bắt cóc á. Thôi thôi, chiếc tưởng tượng tôi phong phú quá má ơi. Coi phim giết nhiễm luôn. Không nhưng mà không hiểu sao tôi thấy gì, nhìn cái nhà tôi tưởng tượng ra giống như là căn nhà hoang mà bắt cóc được các bạn. Không hiểu luôn. Đâu đây, căn nhà này thì mình phải cho nội thất gỗ gỗ rồi vô. Nhà rừng rậm mà hoang sơ rồi đó. Đó, hai phòng nha, một phòng là dành cho bạn, một phòng là dành cho khách vô nhà nè. Đó, hai phòng quá tiện nghi luôn, ấm cúng đồ. Nhà gì mới ấm cúng nè mọi người, nhà cái tầng lầu nữa, không ống cúng đâu. Quá ok la luôn, chịu nha. Bạn nào mà mới vô, mới tàu ăn, mới chơi rồi đó, trời ơi, tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ đồ, nhận căn nhà này. Ngon hơn căn nhà mà hộp giấy nhiều luôn các bạn. Quá xuất sắc. Vậy mà chơi, trời ơi, tôi thấy có nhiều bạn chơi lắm nha. Nhưng mà cái này công nhận là ngon hơn căn nhà hộp giấy chưa? Hồi ôi quá ngon luôn. Chịu không chịu cũng chịu. Quá xuất sắc. Còn đó nữa, bạn nào mà có nhà nhìn lầu đồ nhà mấy trăm kim cương rồi á thì không, nhưng mà mình để tiền nha các bạn, mình để tiền căn nhà chuẩn bị mới ra nữa, đâu nghe đâu là căn nhà nó siêu vip luôn nha, nhiều kim cương luôn á. Các bạn nào mà sang xịn mịn, sang trọng rồi đó thì chúng ta nên mua nhà xịn hơn. Rồi còn căn nhà lúc nãy thì nhà ri mà dành cho những bạn nào mà mới chơi á, chưa có nhà á thì ok la. Ê khoan 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 nha, đấy mình đi đĩa đây tự nhiên xuất hiện một cái cục đá lấp lánh, các bạn chưa ai đập luôn. Cái vị trí này là thường xuyên xuất hiện đá lấp lánh luôn, hôm bữa mình thấy một cục ngay đây nữa nè. Đây để mình đập cho các bạn xem. Không mà hôm bữa mình đập á là cục đá nó không có gì hết trơn á các bạn, có cái nịt nha. Nhưng cái cục này thử mình đập coi có hay không nha. Đó, hồi nãy mình nói các bạn là tranh thủ kiếm đá lấp lánh đi. Hiện tại là xuất hiện khá là nhiều luôn mà cũng ít bạn đập nữa. Trời ơi cái gì vậy? Wow. Oh my god, một cục kim cương mọi người. Trời ơi, mình bấm nhanh quá. Đây đây đây. Đâu rồi, đây một cục kim cương nha. Kim cương trắng nha mọi người. Trời ơi. Đó, vừa mới đập xong một cục kim cương luôn. Mà không biết hôm nay sao mọi người có để ý không, trong cái phần mà nhận quà miễn phí đây nè, tự nhiên nhà phát hành tặng đá. Không hiểu. Tự nhiên hôm nay tặng đá ngẫu nhiên trời. Đó, cho nên là mọi người nhớ đập. Giờ mình đập tiếp đây. Chắc là một cục thì chỉ ra được một viên kim cương thôi các bạn à, ngủ hên hên thì ra hai viên được các thứ, hy vọng là sẽ hôm nay sẽ hên nha. Ui quách, trời ơi các bạn thấy gì chưa, viên ngọc bích. U là trời, nãy tôi bấm nhanh quá tôi tưởng đâu nó ra khoáng sản vàng á. Thêm một viên nữa nha các bạn, trời ơi không ghép luôn, thề hai viên rồi đó. Ồ, hình như ngọc bích mình cũng có nhiều rồi. Nhưng mà cái viên chưa bao giờ có, đó là viên lục bảo nha. Trời ơi, hy vọng là ra lục bảo nó cái là ngon luôn. Rồi cái đá này hết rồi các bạn. Thường cái cục lấp lánh sẽ có đá hiếm đúng không? Nhưng nếu mà các bạn đập cục lấp lánh không có thì các bạn để ý những cục xung quanh nha. Nhiều khi nó nằm len lỏi mấy cục nhỏ nhỏ xung quanh đó. Bữa mình đập trời ơi, ô là trời luôn, đập cục nhỏ xíu mà nó ra. Trong khi cục lấp lánh thì nó không ra nha. Có trường hợp đó nữa nha. Nên là mình cũng đừng có bỏ qua mấy cái viên đá nhỏ, nhiều khi có là tiếc lắm luôn. Mình nghĩ là nó không ra nữa là các bạn à, không lẽ là một cục đá nhiều viên như vậy đúng không? Nhưng mà biết đâu được. Tự nhiên tôi có linh cảm nó ra viên thứ ba nha. Với lại là nãy giờ mình không có đập liên tục, mình vô mình mở mấy cái hộp đồ tù nhân á các bạn. Đó xong rồi mình mới đập tiếp. What? Pow. Ui là trời, trời ơi. Mới nói luôn các bạn ơi, ngọc lục bảo kìa. Ui là trời, cái viên đầu tiên tôi sở hữu luôn á. Trời ơi, cái cục đá này một lần mà nó ra 3 viên. Ông nội ơi, tin được không? Một lần nó ra 3 viên hiếm các bạn à. Wow. Quá xuất sắc rồi. Cho nên là bây giờ là thời cơ đập đá, các bạn nhớ tranh thủ đập nha. Ok, và video tới đây thôi. Đừng quên đăng ký kênh phụ của mình nữa nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.